Chào cả nhà, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục nào. Bây giờ chúng ta sẽ import file Revit qua Lumion. Nhưng đầu tiên, để các bạn import được, chúng ta sẽ cài thêm một add-on nhé. Tôi đã cung cấp sẵn cho các bạn hai file dùng cho Revit 2014 và Revit 2015. Ở đây, tôi dùng 2014, chúng ta sẽ cùng nhau bấm vào file Revit to Lumion 2014 và chúng ta chuột phải. Các bạn run. Để cài đặt, chúng ta nhấn Next. Install khá là dễ dàng và bây giờ Finish chỉ có 3 bước mà thôi. Sau đó bây giờ tôi sẽ bật file Revit lên và chúng ta sẽ cùng nhau export qua Lumion. Sẽ thực sự rất thú vị. Bây giờ thì thực sự đơn giản. Chúng ta cùng nhau chuyển qua tab Add-in bên này. Có phần Extreme Tool đã tích hợp rồi. Tôi sẽ xóa phần nền này đi, bởi vì tôi thấy không cần thiết khi chuyển qua Lumion. Tôi đi Next. Và có thể giữ phím Shift xoay. Và chúng ta tiếp tục xóa những phần cây cối này. Tôi sẽ dùng cây cối của Lumion. Tôi xóa hết. Ok, rất dễ dàng các bạn. Tôi tiếp tục chọn và xóa, bởi vì tôi nghĩ rằng cây Lumion sẽ đẹp hơn Revit rất nhiều. Tôi chọn lại và xóa tiếp. Ok, còn bây giờ tôi sẽ bấm vào phần Extreme Tool này, Export, chọn Revit to Lumion. Và các bạn chú ý check cột dấu Collect Texture, tức là chúng ta sẽ sử dụng vật liệu đi kèm. Và tôi nhấn Export. Đặt tên thôi nào các bạn, 001 chẳng hạn. Chúng ta cùng nhau bấm Save và chờ trong giây lát. Sau một hồi lưu quay cuồng thì cuối cùng cũng đã xong rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau bật Lumion lên và chúng ta sẽ xử lý với đối tượng này.